Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày bất cứu có thiên cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tội Như Lai nghĩa như màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni, quyển 5. Phẩm 5 tướng. Lúc bấy giờ hàng trăm ức những ma của Tam Thiên Đại Tiên thế giới phát sinh ý niệm như vậy. Đại Đức Phật Thế Tôn vào cửa thành Vương Xá. Chúng ta nên dùng sự trang nghiêm tối thượng để nghiêm sức bên trong cửa thành này. Và cả địa phương này như sự trang nghiêm của trời đồng chạy xoa để làm ở bên ngoài thành. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dùng tha tâm trí biết được ý niệm trong lòng của trăm ức ma. Đức Thế Tôn muốn dùng sức thần thông sắc tướng tối thượng để trang nghiêm chỗ của Đức Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn dùng sức thần thông ở bên trong 12 cửa của thành Vương Xá. Trong mỗi một cửa đều có Như Lai và các đại chúng cũng đi vào cửa thành. Đạo ức ma cũng dùng thần thông đem A Tăng Kỳ những đồ trang nghiêm tối thắng, đủ thứ trang nghiêm thù thắng để nghiêm sức cửa thành trên địa phương mình, tường thành, những cây cối trên đất, trong hư không các ma đều dùng đồ trang nghiêm thắng diệu mà trang nghiêm. Có hàng trăm ức ma cùng quyến thuộc hoặc hóa làm hình thể phạm thiên cho đến hóa làm hình dáng đại thiên. Đồ ở trong cửa sổ, cửa trùng cát, cửa công sự chống dịch, chống địch, trong rừng cây, các chỗ trống trong đất và trong hư không, họ dùng đủ thứ hoa, hương bột, hương đốt, vàng, bạc, mani, trân châu, các vật trang nghiêm để trang nghiêm, y phục với những tơ dệt ngũ sắc trang nghiêm, làm mưa xuống khắp nơi để cúng dường. Họ lại dùng đủ thứ âm nhạc trời, đánh trống, vỗ tay, đủ thứ khen ngợi, ca vịnh, công đức không lường của Đức Như Lai, hết thể đều tụ tập lại cúng dường Đức Thế Tôn với những hình tướng rất hy hữu, trang nghiêm tối thắng đệ nhất, chưa từng có, chưa từng nghe như vậy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đứng ở dưới cửa thành, dùng ngón bàn chân phải chạm vào ngưỡng cửa, lập tức khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều chấn động. Đế Thích Phạm Vương, Mặt Trời Mặt Trăng, Trời Hội Tế, Trời Đại Tự Tại, Hàng Trời Rồng, Dạ Xoa, Cả Tất Bà, Atula, Dạ Lâu La, Khẩn Đa La, Ma Hồ La Già, Địa Thiên, Thủy Thiên, Biển Cả, Các Núi, Thành Ốc Trời, và các nam, đồng nữ, chúng thiên tiên cho đến cung trời Aka Ni Sắc trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng đã đến. Tất cả chúng sinh được sắc vị tươi nhuận, dáng mạo sáng trong. Tất cả chúng đó thấy đại địa chấn động, ánh sáng giác ngộ chiếu tỏ ở đại thành Vương Xá và trong hư không. Họ đứng vây quanh, rồi họ dùng hương hoa, bột thơm, hát chiên đàn, tôi lên cúng dường Đức Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông khiến cho những hoa, hương bột tung khắp lên, khắp các cõi, nhiều như vi trần trong mười phương. Mỗi một phương đều có các cõi âm, cõi thanh tịnh và chẳng thanh tịnh, không và chẳng không, đều cúng dường cung cấp hoa hương cho các đức Phật ở đó. Những hoa tung lên này, cùng các hương bột và Phật trang nghiêm, ở từng cõi Phật đó là phát ra âm thanh câu kệ. Các ngươi mau giác ngộ, quán hạnh chẳng buông lung, nhân bồ đề tối thắng, chuyển sâu trong sinh tử. Ta nay cứu vớt ngươi, mong bảo việc thế gian. Nhớ thuở xưa thượng nguyện, thành thục đến tương ưng. Được thọ ký Bồ Đề Mâu Ni Nhân Đại La Ni, vì lợi ích thế gian, nay vào thành Vương Xá, đại thiên thắng vô ưu, đại hàng trăm ức ma. Chuyện pháp luân thanh tịnh, nên phải rất vui mừng. Lợi thế gian như vậy, chỉ bày việc dũng mãnh, giải thoát khổ thế gian, nay vì ma lợi xa, sẽ được đạo Bồ Đề. Nay thọ ký các ngươi mau đến đất nước kia, thế trang nghiêm diệu hảo, tự nhiên được như vậy, giàu thành vô ưu đó, hành Bồ Đề dần dần, chắc định sẽ đắc Phật. Bây giờ đại chúng của tất cả các cõi Phật, nhiều như vi trần trong mười phương, nhờ Phật lực nên đòi thấy đại chúng Bồ Tát Ma A Tát, nơi đường trúc của Đức Phật này, mỗi mối đều có tu lương tam muội. Lúc đó các vị đại Bồ Tát có trong đường trúc, tu duy ăn trụ cùng với các thanh văn, đại thanh văn, cùng thấy Đức Thế Tôn ở cửa thành Vương Xá, trú trì điều phục. Những đại chúng đó thấy Đức Thế Tôn đứng phía sau, họ nghe thấy trong phẩm vật đại trang nghiêm phát ra các kệ rồi đã biến khắp tất cả quả phật, không chẳng không, tình chẳng tình, những nhân phi trần trong mười phương. Những vị đại Bồ Tát và thanh văn ở trong những quả vật đó nghe kệ này rồi thì khởi lên ý niệm như vậy: chỗ nào mà có tiếng pháp này đầy khắp tiếng vừa ý như vậy, mỹ diệu như vậy, đáng yêu như vậy, đáng vui như vậy, đáng mừng như vậy, khuyến phát như vậy, tiếng sơn dương công đức lớn ấy,
và họ thấy hoa hương bột mưa xuống khắp mười phương, vô lượng những vật trang nghiêm, mưa xuống vô lượng bột mịn hoa hương. Các vị Đại Bồ Tát và Thanh Văn đó, bởi hết việc làm, đều rất kinh ngạc ngợi khen. Bây giờ, Đức Thế Ca Như Lai, giờ tam muội y Phật đang nghiêm sắc. Đức Phật vào tam muội rồi, không có chút dừng nghỉ. Tất cả đại chúng đã có trong thế giới Ta Bà và tất cả cõi Phật nhiều như vi trần ở mười phương đều thấy tướng đại trang nghiêm như vậy trong cõi Phật này. Trong đời vị lai kia đều thấy Đức Như Lai thanh tịnh, không nhiễm mức tu tập công đức của thế gian, của thế giới mà trang nghiêm. Chỉ một việc không có là vách thành tự nhiên trang nghiêm. Tất cả chư Phật Thế Tôn của thế giới nhiều bằng phi trần của các cõi Phật mười phương đều thấy Đức Thích Ca Như Lai trụ ở thành Phương Xá, quang minh hiện hết rất là đoan nghiêm. Đại Bồ Tát Maha Tát và Đại Thanh Văn ở cõi đó nghe kệ rồi, mỗi vị đều nhớ nghĩ và quan sát khắp bốn phương, thấy thế giới đó như đang hiện trước mắt, thấy chư thiên hết thảy đều rất trang nghiêm do lực cảnh giới của tất cả chư Phật Thế Tôn. Lúc này các Đại Bồ Tát và Đại Thanh Văn đó đều khởi lên ý nghĩ như vậy: chúng ta nhất định đi đến cõi đó, chỗ trang nghiêm trong đại tập hội, và quan sát khắp các công đức trang nghiêm cõi Phật đó. Thấy Đức Thích Ca Như Lai ngồi rồi, chúng ta tu hành cúng dường ở chỗ Đức Phật đó để được thọ ký vô thượng chánh hạnh chánh giác. Các vị Đại Bồ Tát và Thanh Văn của những thế giới dự bằng vị trần của tất cả cõi Phật trong mười phương nhờ thần lực của Đức Thích Ca Gia Hộ nên đang ở cõi Phật của mình, chừng trong khoảng khách một sát na họ biến mất ở đấy rồi hiện đến thế giới Ta Bà. Mỗi một phần của mười phương có vô lượng vô số cõi Phật, vô số Đại Bồ Tát nhiều chư vị trần, tất cả đều đi đến cõi Phật này, đứng đi khắp trên đất và trong hư không. Các vị Đại Bồ Tát đó, mỗi vị đều một nương bao nhiêu lực của vô vàng căn lành Bồ Tát đã chuẩn bị cúng dường Đức Thế Ca Như Lai để thiết trí việc cúng dường này. Hoặc có Bồ Tát ở cõi Phật này vì việc cúng dường mà mưa xuống đủ thứ hoa để khắp tất cả để cúng dường Đức Thế Tôn. Hoặc có Bồ Tát mưa xuống đủ thứ trân châu, cho đến có Bồ Tát mưa xuống vàng bạc, tỳ lô ly, pha lê, thạch tạng bảo, mô tát la, ngô đồ chiên làng, long kiên chiên đàn, đa ma la diệp đều làm bằng bột, mưa xuống đại hư không, làm vật cúng dường để cúng dường Đức Thế Tôn. Hoặc có Bồ Tát mưa xuống đủ thứ những vật trang nghiêm rẻ nghiêm sức như y phục, lụa dệt, ngũ sắc làm đồ cúng dường để cúng dường Đức Thế Tôn. Hoặc có Bồ Tát về việc cúng dường và dựng lên vô số lọng cờ phướng vòng hoa để cúng dường Đức Thế Tôn. Hoặc có Bồ Tát đốt đủ loại hương thơm, tôn lên đủ thứ vòng hoa cài tóc, tôn lên đủ thứ kỹ nhạc. Hoặc có Bồ Tát thể hiện đủ thứ ca múa. Hoặc có Bồ Tát dùng đủ loại nước thơm mưa xuống phương này tưới cho đất thấm nhuần. Hoặc có Bồ Tát dùng đủ thứ bảo khí đựng đủ loại báu trước Đức Thế Tôn dâng lên cúng dường. Hoặc có Bồ Tát dùng đủ thứ bảo khí đựng đầy nước thơm đang nghiêm bằng hoa trái và lá cây trước Đức Thế Tôn dâng lên cúng dường. Hoặc có Bồ Tát dùng đủ thứ cây báu đồ thối thiên y trang nghiêm bằng hoa quả dâng lên trước Đức Thế Tôn là vật cúng dường. Hoặc có Bồ Tát hóa làm thân trời đại phạm chắp tay Đức Phật cho đến nó rộng ra như trước đã làm. Hoặc có Bồ Tát hóa làm hình tướng sư tử ở trước Đức Thế Tôn là bá như vậy. Những chúng sinh đó nhờ thần lực Đức Phật, nhờ sức căn lành của mình gia hộ cùng nhau làm cho thấy ở nơi nhãn căn của chính mình thì chẳng đủ thủ lấy các sắc. Do Đức Thế Tôn hiện ra tướng như vậy, sự tạo tác của Ma Dương có sự tạo tác đại cảnh giới của trời mới có bao nhiêu cảnh giới. Và nhờ Đức Như Lai với bốn niệm xứ chánh đoạn thần túc căn lực giác đạo 18 pháp bất cộng của chư Phật mà biến hiện ra bao nhiêu cảnh giới. Tất cả theo sau Đức Thế Tôn và Đại Thành Vương Xá hướng về chỗ của hoa sen ở giữa đường lớn. Đức Thế Tôn đến rồi, dùng bàn tay phải so cánh hoa sen và kéo nó đứng lại. Hoa sen ấy việc bị kéo động nên ở cõi Phật này nơi chỗ ngồi của tất cả ma cung đều chấn động. Đám nữ quyến thuộc ma và các đồ chúng đang an trú đều phát sinh sợ hãi kinh ngạc. Chúng tự nói với nhau: không nhân không duyên mà cung điện nhà cửa này của ta chấn động như vậy, không lẽ cảnh giới ma chúng ta tự mất chỗ rồi sao? Không lẽ phép tiêu diệt cung thất chỗ ở của chúng ta đã khởi lên rồi sao? Hôm nay chúng ta quyết phải quan sát cho tỏ tường. Các ma thấy việc như vậy thì khởi lên ý niệm như vậy:
Đất nước Phật này xưa là ngũ đường, hôm nay anh có thể lại khiến cho trang nghiêm vi diệu rất đáng yêu thích như vậy. Các mình ở nơi chỗ cư trú của cảnh giới mình cùng với quyến thuộc đều không thấy gì nữa, chỉ thấy Đức Thích Ca Như Lai với 32 tướng của bậc đại nhân đầy tròn trang nghiêm, quang minh rực rỡ, soi chiếu rất lớn ở cả tam thiên đại thiên thế giới. Và tất cả cõi Phật này có đủ thứ hình tướng sắc mạo, chúng sinh hiện trú cùng khắp, không một chúng sinh có thể nhận biết. Tất cả vô lượng chúng sinh đó ở trước Đức Thế Tôn đều chuẩn bị làm việc cúng dường. Các ma đó khởi lên ý niệm như vậy: chúng ta quyết định đi đến chỗ thấy Đức Thích Ca Như Lai, thấy được Ngài rồi sẽ lễ bái, đồng thời thỉnh vấn Ngài. Chúng ta cùng các quyến thuộc ngày hôm nay đều đi về đấy vậy. Bây giờ hàng trăm câu chi ma ở trong thế giới Phật này cùng các quyến thuộc đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đến rồi cung kính đứng trước Đức Phật. Ngài vương hướng phải Đức Phật của mình, chắp tay cung kính nói kệ: con đem lòng thanh tịnh quy y Đức Thế Tôn, mau thả con đi khỏi pháp hạnh từ nay làm. Bây giờ Đức Thế Tôn dụng kệ đáp: ta chẳng ngăn một người dù đi hay là đến, ngươi nếu biết được đạo chỗ đây tùy ý tùy ngươi muốn. Bây giờ Ma Vương lại nói kệ: chỗ của con muốn đi, chỗ vô cung điện mình đây thấy năm thứ bột trói buộc của cô đàm. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: theo đoạn các phân biệt từ giải thoát thế gian, ta đã mở trói buộc khiến họ liền não phiền. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn xem thấy chúng sinh đầy khắp đất và hư không của tất cả các Phật này mà nói kệ: các ngươi nay nghe kỹ, khắp tất cả người đến đều xả bỏ nghi hoặc, mỗi một im lặng đứng. Thế gian Phật khó gặp, cũng khó gặp Pháp Tăng, khó đầy đủ tịnh tính, hành Bồ Đề cũng khó, thân cận Thế Tôn trước, được nghe Pháp rất khó, hay tu hành các nhẫn, được một lúc cũng khó, điều phục tâm là khó, giải thoát ở hành không, hay đoạn các phân biệt. Tất cả ác thế gian, hành Bồ Đề khó được, sở hành ta đời trước, ta sẽ bị người nói, chỉ một phần tinh hoa, khiến tố tâm tan biến. Thiên đạo vô thượng, người sẽ đắc Bồ Đề, nay sẽ đoạn ba cấu. Nghe đại sư khéo nói, qua các dòng vợ kia và các trại khác ấy, lập nên ba giải thoát. An lập ở ba hộ, các phiền não ba cõi, diệt tan không còn nữa. Vì Tam Bảo cúng dường là vì Pháp nên đến, Thế Tôn trời và ma ba đời đều gia hộ, mê chê tâm ba đời đều được tô thắng đoạn, được ba cõi giải thoát, nhẫn diệt tan phiền não và bốn thứ đảo điên, các phàm phu điên đảo, phân biệt không thể tính, đó chẳng có nhẫn khí. Bắt đắm trước các sắc, thân biện ý che lấp, nên không có bốn thiền, thân cận với sinh tử. Người trí tuệ thông minh, hay tu hành thiền định, giải thoát nay chứng thành, được khỏi bốn điên đảo. Và giải thoát chúng sinh, tự tại cứ bốn dòng, biết rõ các sinh diệt, tất cả kẻ nhu hòa. Sẽ được sang bờ kia, Bồ Tát đủ bốn hạnh, và dùng vô sở ý, chánh trí đều đoạn trừ các trói buộc chúng sinh, có thể rõ năm ấm, vô lậu trì lìa ràng buộc. Các pháp chẳng sinh khởi, đến bờ kia biển hữu. Các ngươi trước chư Phật mau phát lộ các ác. Các ác đoạn không còn, đến bờ vô ý ấy. Tất cả khổ sinh tử, người đại thuộc hậu vi, pháp pháp sinh các cõi, chạy theo với ác hữu. Phải mau lìa ác hữu, đoạn trừ các ác kiến, nhớ nghĩ khổ sinh tử, tu tập đệ nhất nghĩa. Sẽ uống nước vô thượng, nên tu tập pháp công. Đệ nhất nghĩa không thể, không thật, cũng không tướng. Sáu căn hiếm như không, trong đó không tác giả, phân biệt tướng như trên, chỉ một pháp phân biệt. Sáu thọ cùng sáu ái, sáu xúc chúng là gốc. Sáu xúc nhập như vậy cũng cần phải biết không, quan sát không tất cả, như pháp tự thể tánh, không sinh cũng không diệt, trong đó thấy không tật, các pháp đồng pháp tánh, ba đời không một vật. Để biết không nhiệt não, đạo này tối vô thượng, lìa 13 ngày tướng. Chúng sinh tưởng phân biệt, tu sẵn đề như vậy, để đó đều giải thoát. Đức Thế Tôn đã dùng phước lực vô ngại, vô sở ý, nương theo sự gieo trồng căn lành, nó có thể biến hiện, phát ra âm thanh lớn
tròn đầy, làm cho bài kệ trên văn khắp mười phương. Bây giờ mười phương vô lượng a xúc tỳ hằng hà sa, ví dụ như thế giới ngũ trượt không chẳng không, đều nghe âm thanh chuyện nói, nghe hết bài kệ này. Nghe âm thanh này rồi, trong khoảnh khắc sát na, có vô lượng vô số trăm ngàn câu trên đây cho tha chúng sinh sở hữu của mỗi một vô lượng quả Phật đều không sử dụng, chỉ có lòng yêu thích thanh tịnh. Vào thời xưa, họ đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác không thối chuyển, hoặc đã được độ thứ tam a đề sàn đề đà la ni. Vô lượng vô số chúng sinh đã tập hợp ở chỗ Đức Phật này, đã nghe được câu nghĩa văn tự này, liền được không thối chuyển. Là có vô lượng vô số chúng sinh đối với pháp ba thừa đều tùy theo mỗi một mà được độ. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Quán Vị dùng thần lực của mình làm thềm bảo báu, dùng hoa trải khắp lên thềm ấy, làm tòa hoa sen, muốn cho Đức Như Lai thân tòa này. Đại Bồ Tát hướng về Đức Phật cung kính cúi mình chắp tay, nói kệ: Phật nhất thiết trí nguyện, vãng đời và bệnh chết, ưu hoạn chỗ chìm đắm, thế gian động chẳng động, và họ làm cầu pháp, Phật thấy khắp các cõi, chúng sinh nhiều vô lượng. Chắp tay đời Thế Tôn, ban rải khắp pháp hội, thể hiện sẽ đắc mình, phá phiền não chúng sinh, trí phương tiện tuyệt vời. Ở đây thể hiện khắp, vạn lân tòa hoa sen, đại pháp phủ khắp nơi, tất cả Phật mười phương và đại tiên trí khác, cùng Phật làm chứng minh. Đấng Mâu Ni thiên đế, hàng phục đại ma vương, tứ tính rỗng không có, biết pháp như hư không. Nhớ nghĩ theo nguyện xưa, chuyện pháp luân vô thượng, nay phải cứu chúng sinh, người trụ được bổn dòng. Do sư tử trong người, pháp này nay Phật biết, khiến qua biển ba cõi, Phật nói pháp tâm diệu, trừ tội cấu chúng sinh. Đại trí tuệ Thế Tôn, lợi ích các chúng sinh, mời thiên thể an trí. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lên đòi hoa sen, ngồi vào tòa bát đầu ma, trên thềm báu như đã nói hóa ra ấy. Đức Như Lai ngồi rồi, quan sát khắp tất cả đại chúng mười phương, rồi bảo Ma Dương: Hôm nay ở đây nên xin vui mừng, do ông có nhân duyên ở xứ này, đang được pháp môn đại tập. Khi nói pháp này, vô lượng vô số chúng sinh, hiện ở đời nay và cả đời sau đều được giải thoát. Bốn dòng ở thai, ương ngạnh, già chết, mà mỗi đều được độ khắp, trở đạo cái tường. Là nữ pháp này phải làm cho họ được trí ngang bằng hư không. Này Ma Dương, là ông đứng đầu ở xứ này, khi cho các chúng sinh tăng trưởng căn lành. Này Ma Dương, ông có thể thỉnh tham bái pháp, khi cho những chúng sinh ca mạng trong chúng hội này qua được các dòng thì ta sẽ bị họ nói pháp. Lúc đó Ma Dương nói kệ như vậy: Cù Đàm nếu không lỗi, cùng người không sân mạng, sao làm ta kinh động để nói đại pháp này? Nếu có sân mạng này thì sao được giải thoát? Ta này chưa biết rõ, mau đi vì ta nói. Đức Thế Tôn liền dùng cả đáp Ma Dương: Ta ở tai 10 tháng, việc đó như thế gian, ma lại muốn hại ta, ta đều không hờn ghét. Ta nhận độ các ác, sau ác đều không còn, ta vượt khỏi thế gian, ngươi lại động đại địa. Mưa đá xuống hại ta là muốn đoạn sự ta, khiến sự mau khô kiệt, do lượng việc chẳng tốt, giống gì mà chẳng làm. Khi ta trụ thiền định, sa ma nữ hại ta. Khi ta đi khất thực, ngang người chẳng bố thí, tình ta làm quốc vương, khiến ta bị sinh tử. Khi vượt thành xuất gia, lại khiến đêm mù tối mù, bên chúng vây quanh thành đều do ông tạo tác. Ta cưỡi thần thông sang, ngươi lại tuôn mưa gió, khi đất thành hầm hố, các đá chất đầy đường. Ta ở rừng vắng vẻ, ngươi tạo tiếng rùng rợn. Ta ở chỗ khổ hạnh, ngươi tội gió đét rung. Muốn qua khỏi dòng sông, ngươi tuôn dòng nước dữ, hiện là sơ tự dữ, ngươi muốn giết ta liền. Khi ta muốn ăn uống, ngươi hòa độc thức ăn. Ta đến bồ đề tọ, tuôn mưa đá kim cang, mưa đá giao tên binh khí, pháp ca sẽ y phục. Ngươi đều muốn làm bẩn, ta ngồi tọa kim cang, lợi ích các chúng sinh. Hoặc lúc đó ngươi cũng đem ma nữ đến đạo hại, ngươi cùng chúng tướng quân chẳng nhớ khí hại ta. Ta không khởi ý niệm làm cho ngươi não loạn. Đạo vô thượng ta thành,
ngươi đã từng hàng phục. Người này không thẹn thùng, là nói lời ác đó, là dùng phương tiện ác để đảo hại cái giúp. Chúng sinh thiện không lường, ngươi đều đã hoại diệt, ngươi đã không buồn thương, nay lại muốn hại ta. Ta vào thành xin ăn, là thả voi xây giữ, đều đặt lăng đá lớn, 3 tháng ăn đại mạch. Tôn đà la ác thân, hầm lửa đồ ăn độc, là đều do ngươi làm, nhất định nghiệp ác nặng. Xưa ngươi đến đạo tràng, uy lực cùng quân chúng, dùng gió lửa đao tên, mang đến muốn hại ta, chấn động ta sợ lông. Vì sao còn ở đấy, như bị sai độc hại? Dấy lên câu chi ma, nên giả tha chúng sinh. Phật. Đến đây có Phật này, ta chẳng biết như vậy. Ta trụ từ bi tâm, xót thương đến tất cả, mà ngươi luôn với ta, ta chướng ngại cơ khác. Cái đấng tịch mặt này, nhân đà la ni ngô vương, ta đều hiện chẳng biết. Ta đây ở thời ác, thi hành các Phật sự. Ta đã vì chúng sinh, trụ ở tâm giải thoát. Mẫu ngươi tăng thêm ác, nhẫn nhục ta chẳng buông, ta không ý ganh ghét các lỗi lầm uế ác. Ta vì ngươi nhiếp độ, thường xuyên đang như vậy, ta muốn ngươi tịch diệt. Nay cần thỉnh ta nói pháp cam lồ đệ nhất, khi 3 cõi tịch diệt, vì ngươi trường nghiệp ác, ý ngươi mau sạch trong. Xin nương nhờ nơi ta, lòng ta luôn thanh tịnh, muốn khiến ngươi giải thoát. Ngươi thường mang ác tâm, nên phải bỏ ác kiến, ý phải tính sạch trong. Ở nay phải hiểu biết, không lâu được thọ ký. Lúc bấy giờ mà vừng ở chỗ Đức Phật, lại càng thêm sân hận muốn bỏ đi. Nhưng tự biết có 5 trái bụng, muốn phát ra âm thanh đáng sợ nhưng lại chẳng thể phát ra được. Do khí lực sân của mình nên phát ra khí nhiệt độc, rất hung dữ muốn hại Đức Như Lai. Khi đó Đức Thế Tôn dùng lực từ thiện, bé khí này thành lòng hoa tô mana, chứa khắp tất cả quả Phật trong 10 phương. Ở tất cả các quả Phật tòa mạng yên ổn, đang nói pháp thì lòng hoa tô mana ở trong hư không đủ gần đỉnh Phật. Các đại Bồ Tát có trong các cõi Phật đó mà mỗi đều thỉnh vấn: nay lòng hoa này từ đâu mà đến, là thần lực biến hóa của ai? Các đại Phật đó đều đáp câu hỏi của Bồ Tát: này các thị nam, nơi kia có thế giới tên là Tát Hà, cõi ngũ trược bất tịnh, nơi đó có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Thích Ca Như Lai A La Ha, Tam Biểu Tam Phật Đà, do sức bản nguyện nên đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện nay nói pháp. Vì muốn tiêu diệt cảnh giới lực của các ma, kiến lập tất cả các Phật lực, cảnh giới Phật vô sở ý, kiến lập đền tam bảo, khiến cho giáo pháp tất cả chư Phật được trụ thế lâu dài. Như lại muốn cho tất cả căn lành tăng trưởng, nên dùng thần lực tinh tấn biến hóa hàng phục tất cả oán địch ngoại đạo. Tất cả đều kinh sợ, chẳng vui mừng tranh luận. Ác mộng, ác tướng, oán địch trong ngoài, đấu tranh trói buộc, nói năng chẳng hòa, thủy hạn, phong túng, tàn tiện, mưa, chẳng phánh lúc, lạnh nóng, gió ẩm, bệnh khí, dịch lệ, tiếng ác dân dân, đều tiêu diệt hết. Tất cả trời đồng dạng xoa, nhân, phân nhân, đều khiến cho hồi hướng, tất cả sát lợi cũng khiến cho hồi hướng. Đang bảo 4 bộ, Như Lai dùng pháp nghĩa. Như Lai thắp đuốc trí tuệ, bày ra con đường chính. Chủ nhân của tất cả nhà cửa thành ấp tụ lạc trong mọi việc đều đoạn nhất, dương cung, dương quốc, chỗ quán chợ của dân đã khiến cho hồi hướng tất cả ánh sáng tinh tú. Ngày đêm vận hành, nửa tháng một tháng thời tiết hàng năm đã khiến vận hành chính độ. Tất cả ngũ cốc hoa trái dược thảo đều thành tục. Tất cả công nghệ tinh xảo, nghề nghiệp sinh sống, xứ sở làm cho không tiêu mất, mà ngược lại đều được thành tựu. Tất cả tội lỗi của thân mỹ ý, nghiệp đều được tiêu diệt, trù lượng, khéo léo, niệm tuệ tẩm trì, dùng mạnh vô ý, sắc tướng lạc tuyết đều tăng trưởng, tất cả pháp không chướng ngại, minh giác bố pháp, thánh chủng, đều thọ trì, quan hiện đại thừa, tăng trưởng pháp an tâm của Đại Bồ Tát, với thoái chuyển địa giới lòng kim cang làm hộ trì, làm cho 10 địa thành 1 mùi, hiệu đạo pháp nghĩa nhẫn vô sinh, thọ chức Phật, kiến lập bồ đề,
Chúng sinh đã được hóa độ, đã nhiếp lấy theo sự vận chuyển của bánh xe đại pháp, đã bị che khắp tất cả chúng sinh, trụ ở Ba La Mật, trụ ở đạo giới thượng, mua xuống pháp vũ, dùng pháp mà tưới tắm làm sung túc chúng sinh, trọn đời tất cả vị của chư Phật, giải thoát tất cả cảnh giới bốn ma, kiến lập cõi vô giới niết bàn. Đức Phật đó có ấn đà la ni tên là Kim Cang Tồi Tối Ẩn Tối Tâm, cao duyên pháp đẳng, cố nhập sai biệt ký. Tất cả như là A-la-hán tam biểu tam Phật đà đời quá khứ, gọi là Kim Cang rồi Tồi Thoái Âm, cao duyên pháp đẳng cố đà la ni, ấn nhập sai biệt ký, cùng giúp nhau thọ trì tùy hỷ. Và các đức Phật hiện tại ở mười phương đang trụ thế nuôi dưỡng thọ mạng, tất cả các đức Phật đó còn nói Kim Cang Tồi Thoái Tâm, cao duyên pháp đẳng cố đà la ni, ấn nhập sai biệt ký, hiện nói và cũng nhau tùy hỷ thọ trì. Ở đời vị lai, các đức Như Lai A-la-ha, tam biểu tam Phật đề, khác thế giới mười phương, nếu có các đức Phật sẽ ra đời, cũng nói Kim Cang Tồi Tối Tâm, cao duyên pháp đẳng cố đà la ni, ấn nhập sai biệt ký, và cũng sẽ cùng nhau tùy hỷ thọ trì. Bây giờ các Bồ Tát của các quả Phật đó, mỗi đều thỉnh hỏi đức Phật, đây là pháp gì? Từ xưa chúng con chưa nghe kinh, chưa nghe Kim Cang Tồi Tối Tâm, cao duyên pháp đẳng cứu đã là nơi ấn nhập sai biệt ký, có thể làm vô lượng lợi ích như vậy, có thể đầy đủ pháp lợi, chẳng thể nghĩ bàn như vậy, có thể làm ánh sáng không chướng ngại của tất cả pháp cho đến tịch diệt. Khi cái đức Phật Thế Tôn nói Kim Cang Tồi Tối Tâm cao duyên pháp đẳng cứu đã là nơi ấn nhập sai biệt ký này, tất cả cảnh giới ma lực đã bị tiêu diệt cho đến ở vô giới niết bàn đó mà niết bàn. Đối với các chúng sinh thì lợi ích không lường, an lạc không lường. Vì tôi số tất cả thế gian vì lỡ cho an lạc cho do lượng trần người chúng sinh, các đức Phật ấy đã bảo các Bồ Tát kia bằng lời như vậy: này tiền nam, ta cũng cùng ông đến thế giới tha bà đó, trụ xứ của Đức Thế Ca Như Lai A La Hán tam biểu tam Phật đà, có Thế Tôn hiện tại trong mười phương nuôi dưỡng tòa mạng, các đức Thế Tôn của các thế giới khác cũng cùng với tất cả Bồ Tát vây quanh trước sau và thanh văn tăng theo hầu ở trước. Các Đức Thế Tôn đó cũng sẽ đi đến chỗ Đức Thích Ca Như Lai kia mà đại tập hội. Đức Thích Ca Như Lai kia cùng với chư Phật còn sẽ nói Kim Cang Tồi Tối Tâm cao duyên pháp đại cứu đã lấy ấn nhập sai biệt ký này, sẽ cùng nhau giúp nhau tọa trì tùy hỷ vì lợi ích chúng sinh, ngăn ngừa hành nghiệp ác, làm đầy hạnh hiền, đầy trí vô thượng, nên tất cả chư Phật hôm nay đều phân tập ở chỗ đó cùng với các Bồ Tát tăng thanh văn vây quanh theo hầu. Hôm nay tất cả đều hiện diện ở chỗ Đức Phật đó. Nếu các ông muốn được Kim Cang Tồi Tối Tâm cao duyên pháp đẳng cứu là lấy ấn nhập sai biệt ký này, nên đi đến đó nghe và cúng dường các Đức Phật Thế Tôn của tất cả các Phật nhiều vô lượng, vô số như các sông Hằng, cùng lúc trong hiện tại thấy được những đức Phật đó, cái mà xưa chưa thấy, như cảnh giới chư Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới chư Tiên, cho cảnh giới các ma, sau đăng xuất của cõi Phật trang nghiêm, và muốn thấy những cái đó xưa chưa thấy do lượng đức Phật tập hội, hôm nay chính là lúc chúng ta hãy cùng đi đến thế giới đó, trú xứ của Đức Thế Ca Như Lai mà đại tập pháp hội. Các vị đại Bồ Tát kia đều bạch Đức Phật: đúng vậy, đúng vậy, thưa đại đức Thế Tôn, chúng con sẽ cùng với Đức Như Lai để đến số đó, thế giới Tha Bà, chỗ của Đức Thế Ca Như Lai mà tập hợp pháp hội. Ở chỗ Đức Phật đó sẽ nghe được cái mà từ xưa chưa nghe, là nghe pháp Kim Cang Tồi Tối Tâm cao duyên pháp đẳng cố đà la ni, ấn nhập sai biệt ký đó. Chúng ta đối với vô lượng vô số cái Đức Phật Thế Tôn nhất thời tập hợp một chỗ trụ thế nuôi dưỡng, đó là được cúng dường và nghe pháp đó. Chúng ta ở thế giới Tha Bà sẽ được thấy bốn thứ cảnh giới thần tông, cho việc nghiêm sức rất trang nghiêm khắp ấy, sẽ thấy đại tập pháp hội trang nghiêm đó. Nếu khi chúng ta đi đến cõi Phật đó, nói Đà La Ni đó, thì có chỗ dừng chân chăng? Các đức Phật đó mà mỗi đều bảo các đại Bồ Tát Ma Tát gia đại thanh văn bằng lời như vậy: này thì nam, ông các ông chớ nghi ngờ là ở thế giới đó có chỗ dừng chân không? Vì sao? Do cảnh giới chư Phật nhập vào trí xảo bình đẳng vô biên, chúng sinh thành thục vô biên,
không xứ rộng lớn vô biên. Này Thiền Nam, Đức Thích Ca Như Lai đó, đầy đủ phương tiện đại xảo. Này Thiền Nam, tất cả chúng sinh là giữ lấy trong cõi chúng sinh, chỉ là chỗ nương của giới nhập. Nhưng chúng sinh đó, nếu mà một chúng sinh giả sử thân tâm bằng núi Tu Di, thì Đức Thích Ca Như Lai dù có thể khiến cho tất cả vô lượng chúng sanh thân to như vậy nhập vào trong một hộp cải mà chỗ cư trú của mỗi một chúng sinh đó vẫn trống không rộng rãi. Tất cả chúng sinh cách xa nhau, cách xa không tới nhau. Đại thân như vậy vào trong một hạt cải mà không hề có tướng tăng giảm. Này Thiền Nam, tất cả địa giới là vững bền. Tất cả Như Lai đều có thể khi tất cả địa giới ấy nhập vào trong lân hư trần cực nhỏ. Đại địa bên trong ấy cũng không hề hay biết có tướng tăng giảm. Đó gọi là trí xả phương tiện của Như Lai. Tròn đủ là như vậy. Là nửa này thì Nam, tất cả thế giới đều có sự tấm nhuận. Đức Thích Ca Như Lai có thể khiến cho hết tại thế giới kia nhập vào một sợi lông ngắn rất nhỏ. Sợi lông ngắn với tất cả thế giới kia cũng không hề hay biết có tướng giảm tăng. Là nửa này thì Nam, tất cả tướng nóng ấm của hoại giới, Đức Thích Ca Như Lai đều có thể khiến cho tất cả hoại giới trong ba đời để trong một hạt bụi rất nhỏ nhoi, và hoại giới đó vào hạt bụi nhỏ nhoi đi trong cảnh giới của mình giống như chỗ hư không rộng rãi. Lại nữa này thì Nam, phong giới có được mà ta có thể biết, Đức Thích Ca Như Lai có thể khiến cho hết tại phong giới đó nhập vào trong lỗ chân lông. Trong một lỗ chân lông đó, phong giới đi trong cảnh giới của mình giống như chỗ hư không rộng rãi. Lại nữa này thì Nam, tất cả chúng sinh trong mười phương cõi Phật cùng bốn đại, Đức Thích Ca Như Lai có thể khiến cho chúng vào bên trong một hạt bụi rất nhỏ nhoi mà tất cả chúng sinh cùng bốn đại đó đi trong cảnh giới của mình sử dụng mọi việc giống như hư không mà chẳng hề nhiễu loạn lâu, cũng chẳng hay biết một cái trần đó có tướng tăng giảm. Đó gọi là trí phương tinh khéo léo tròn đủ như vậy của Như Lai. Lại nữa này thì Nam, cho đến ba đời tôi nhiếp tất cả chúng sinh sáu nhập hành thủ nguyện trì ngữ ngôn âm thanh văn tự ngôn tuyết ba hành tác nghiệp ấm giới phân biệt trưởng dưỡng già vô vàng sở tác. Tất cả chúng sinh đó từ tuổi xưa đến nay ba đời đều thuộc về sáu đường sinh tử khởi diệt, cho đến tất cả chúng sinh ba đời vượt qua sắc na la bà mau hốt đà, cho đến tất cả chúng sinh đều thuộc về ba đời, thậm chí tất cả chúng sinh ba đời đều thuộc về thọ là đã thọ sự biết khổ vui. Tất cả trong một khoảnh khắc Đức Thích Ca Như Lai cũng đều rõ biết, và nhiều các tướng đều biết một cách đầy đủ. Đức Như Lai chẳng phân biệt, không phân biệt, không suy nghĩ mà đều biết những tướng này đúng như thực tế của ba đời. Này thì Nam, cái Đức Phật và cảnh giới phương tiện trí đó là phương tiện bình đẳng thành tục chúng sinh đầy đủ. Bây giờ khi cái Đức Phật nói tướng này của Đức Thích Ca Như Lai thì ở đủ các phương hướng các Đức Như Lai đó và đồ chúng vô lượng vô số trong ngày Bồ Tát với cảnh giới nguyện trí thắng diệu thần thông đều có được bờ kia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem có lúc này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo. Cơn bão tinh đánh lây quỷ năm